Cái dòng hàng mà các bác chơi quanh năm suốt tháng, đặc biệt hơn là một cái dòng hàng các bác có thể kích hoa vào dịp Tết để các bác chơi hoa Tết, đó chính là dòng đen đô nắng ạ. Dòng đen đô nắng thì từ trước đến giờ nó cũng khá là phổ biến rồi đối với tất cả mọi người. Người ta có thể trồng trưng bày trên những quán cà phê hoặc những ban công ạ. Dòng này ăn nắng và hoa nở quanh năm. Độ bền hoa của đen đô nắng rất là cao. Nên đây là một cái dòng hàng mà cực kỳ được các bác ưa thích. Giá đen đô nắng thì thời điểm này á, thì em cũng đã cân đối giá cũng như là làm giá với nhà vườn thì giá nó có thể là giảm hơn một chút. Nhưng với thực sự là tình hình với giá xăng dầu hiện tại nó tăng ấy, thì em cũng phải thành thật là mọi người, cái tiền cước của đen đô nắng về á, bọn em phải chi trả rất là nhiều. Thật sự luôn, những cái hàng này cây của nó là chậu to, tức là chậu phi 12, không phải là dòng cây giống ở trong những cốc bé. Nếu mà có cốc bé thì bọn em không lăn tăn về tiền cước. Nhưng đối với những cái cốc to đấy, khi mà em vận chuyển từ nhà vườn về đây ạ, tiền cước nó lên đến 4-5 triệu. Hôm qua về 7-8 thùng gì đó mà lên đến 4 triệu tiền cước. Đối với dòng này thì không biết là bán ra bao nhiêu thì nó mới đủ để cover được cái dòng tiền cước như thế kia. Nhưng mà không sao, bởi vì khách hàng thì những khách ở gần ấy, người ta thích đến tận nơi khách chọn. Còn ở trong các bác mà mua xa thì vận chuyển xa xôi và đi thì nó khó khăn ấy. Thì nhiều khi các bác không thích lắm. Và hôm nay thì giá đen đô nắng rất là ưu đãi nhá. Đặc biệt hơn, hôm nay các bác mua số lượng 9 chậu. 9 chậu đen đô nắng bên em sẽ miễn phí ship nhá. Mua từ 9 chậu đen đô nắng sẽ được miễn phí ship vận chuyển và báo giá chi tiết cho các bác theo từng mã, cũng như là đính kèm cho các bác hình ảnh nhá. Nhà em thì phân chuẩn hoa, chuẩn màu cho các bác nên yên tâm. Khi trong quá trình đặt hàng thì các bác hoàn toàn yên tâm, bởi vì đen đô nắng, nếu mà nói về thị trường đen đô nắng thì ở miền Bắc này nhà em bán với số lượng rất là lớn, và đặc biệt hơn là nó sẽ chuẩn màu, nên là hoàn toàn yên tâm là như thế. Và sau đây thì em xin đi qua từng loại, báo giá chi tiết cũng như là đính kèm cho mọi người bán hoa. Bà liễu sữa hoa thơm, đây là cái dòng hàng đầu tiên em xin giới thiệu các bác, bởi vì cái lô bà liễu hôm nay nó rất là đẹp. Đặc biệt hơn là dòng bà liễu nó là dòng hàng hoa thơm, dòng năm cánh tràng quốc dân mà đối với những người chơi đen đô nắng đều yêu thích. Và những chậu bà liễu ngày hôm nay ạ, cây trung bình nó từ 2 đến 3 giả hành. Đấy, cây nó cũng lùn lùn, cao tầm một gang tay hoặc hơn một gang tay một chút xíu. Đó, và cũng có cây đã đứng ngọn rồi ạ. Bà liễu xưa này thì em bán với giá là 80.000 đồng một cốc nhá. Riêng dòng này thì nó đắt hơn những dòng hàng đen đô khác. Dòng bà liễu này nó đắt hơn, nó tùy từng giống cây đấy mọi người ạ. Có những giống cây to bự nhưng mà giá lại rẻ hơn cả bà liễu xưa cơ. Tiếp theo đó chính là cánh chuồn. Cánh chuồn đấy ạ, những cây cánh chuồn bụi hôm nay rất là nhiều thân mọi người ơi. Cánh chuồn mà bụi to, nhiều thân, cây cao hơn cây bà liễu luôn. Giá 70.000 đồng một cốc nhá, 70.000 một cốc cánh chuồn. Tiếp nữa, đó chính là dòng Doraemon. Doraemon cây cao khỏe, cây đứng ngọn rồi, chuẩn bị cho hoa rồi. Doraemon cái mặt hoa của nó rất là đặc sắc, rất là mới. Dòng Doraemon này thì em xin phép bán với giá là 70.000 đồng một cốc. 70.000 đồng một cốc ạ. Zaza mini bụi lùm, bụi cực kỳ là nhiều thân. Chưa bao giờ về một cái lô Zaza nào nó nhiều thân như thế này. Đó, nhiều thân chưa mọi người ơi. Đặc biệt hơn là cái dòng Zaza nó cực kỳ là siêng hoa nhé các bác nhé. Cái này mà các bác ghép vào trụ ấy, mà cây hôm nay nó cao, mọi lần Zaza nó chỉ thấp bé thôi. Bởi vì đây là dòng Dendro mini, nó không quá to đâu, nhưng mà dòng Zaza hôm nay cây cao. Và thứ hai là nhiều cây còn đang nhú vòi nhé mọi người nhé. Bụi to, lùm nhiều thân như thế này Zaza là 70.000. Có những nhà vườn người ta thanh lý Zaza ấy, các bác mua chỉ tầm 5 năm 60.000 thôi, nhưng mà bụi của nó, chất lượng nó kém hẳn đó mọi người. Nên mọi người phải nhìn vào chất lượng của cây nhá. Em thì em ưu tiên hàng đẹp hơn là những cái dòng cây nó kém. Đấy, bụi nó nhiều thân mà đang có nụ. Đây là dòng cây tơ, còn những cây cắt ngồng đi ấy, thì nó rẻ. Thỏ xưa, một dòng đen đô nắng với cánh rất là bay, hoa của nó màu trắng tím rất là đẹp. Thỏ xưa cây mập, lùn lùn xinh xinh. Thỏ xưa em bán với giá là 65.000 đồng một cốc. Đen đô dáng xưa, bụi to, nhiều thân. Đen đô dáng xưa, bụi to, nhiều thân. Đây ạ, cái dáng xưa này, thân của nó lùn, mập, cao mập khỏe luôn. Đấy, dáng xưa, bông rất là xinh. Dáng xưa 70.000 đồng một cốc. Và mua 9 cốc sẽ được bao ship. Ba vàng ba đỏ dòng Dendro đột biến ạ. Một dòng mà hàng mà ai ai cũng phải sưu tầm đến một chậu. Cây ba vàng ba đỏ hôm nay thì cây nó cũng cao to, mập khỏe. Nó không phải là dòng cây bé đâu ạ.
Đấy, ba vàng ba đỏ này em bán 90.000 nhá. Đấy, cái giống này là em nhặt nó đất hạ đắt hơn, bởi vì nó là dòng đột biến mặt hoa. Dendro hoa hồng đỏ ạ. Dendro hoa hồng đỏ, bụi nhiều thân, cây cao mập đẹp. Dendro hoa hồng đỏ 70.000 đồng một chậu. Dendro vàng lưỡi đỏ. Riêng nói về cái dòng mặt hoa của vàng lưỡi đỏ thì đảm bảo các bác là cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy, vàng lưỡi đỏ hôm nay em sẽ sale cho mọi người chỉ có 65.000 đồng một cốc nhá. Mà cây tơ mướt đẹp luôn. Cây tơ 100% là hàng thân tơ, có 65.000 bình thường á. Vàng lưỡi đỏ phải 70.000 hoặc là thậm chí là 75-80, nhưng hôm nay chỉ có 65.000 thôi. Rồng xanh. Dendro rồng xanh, cây rất là cao mập khỏe này. Lô rồng xanh này cây cao, có những lô rồng xanh cây chỉ thấp bằng bé bằng cái thân này thôi. Rồng xanh 70.000 đồng một chậu nhá. Cây cao tầm 2 gang, cây ngọn cao nhất là tầm 2 gang. Hirochi, hoa của nó màu tím đậm và với cái cánh viền màu trắng. Hirochi, hiện tại cây của nó là dòng cây tơ, bụi to. Và cũng khá là nhiều cây đang có vòi nụ ạ. 70.000 đồng một cốc, cây thân mập ú luôn. To lắm ạ. Đây là Hirochi. Tiếp xuống là Kinh Ba. Kinh Ba cũng cây cao to khỏe mạnh. 70.000 đồng một cốc. Kinh Ba. Hoa của nó cánh xoắn rất là đẹp. Bun leng hoa thơm. Dòng bun leng hoa thơm này. Cây siêu to luôn, siêu mập luôn, nhiều thân luôn. Đấy, cao to luôn, 70.000 đồng một cốc bun leng. Tiếp đến là nắng 4N nhá. Nắng 4N 65.000 đồng một cốc. 65.000 đồng một cốc. Nắng 4N, dòng nắng truyền thống của dòng nắng và hoa của nó rất là đẹp. Siret, cây siêu to mập khỏe. Lần nào em lấy về lô Siret cũng cháy hàng luôn. Bởi vì sao ạ? Siret là cái dòng hàng cây tơ mà cây nó cao lắm ạ. Nó cực kỳ là cao nhá, mà đẹp, dã man luôn. Siret này em bán với giá là 70.000 đồng một cốc nhá. Dù là cây cao, cây to nhưng vẫn giá là 70.000 thôi. Còn trừ một số những dòng đặc biệt như Pensoda này, bà liễu xưa hoặc ba vàng ba đỏ là những dòng mà em nhập nó cao hơn thì nó nhỉnh giá hơn một tí. Bò tím ạ, rất là nhiều cây bò tím đang có nụ hoa mọi người ơi. Bò tím, dòng bò tím này hoa của nó tím đậm. Ai đã chơi dòng Dendro thì em thấy là bà liễu bò tím cũng là cái dòng mà bán rất là chạy, chạy nhất ạ. Nhiều cây đang nhú ngồng nụ nhá. Mà độ bền hoa của bò tím lên 3 tháng liền. Lá lá mít này, 70.000 đồng một chậu, cây cao. Vàng mai. Vàng mai ạ. Dendro vàng mai. Nhiều cây bụi rất là lùm, nhiều thân này mọi người. Đấy, cây ưu tiên cho các bác những cây to. Cây nào mà cao thì nó ít thân tí, nhưng mà những cây lùm lùm nó nhiều thân lắm ạ. 70.000 đồng một chậu. Banana. Dòng banana hoa thơm. Dòng banana hoa thơm 70.000 đồng một chậu. Dòng này người ta gọi là chuối thơm ạ. Thân siêu nù mập. Pensoda xưa. Đây, Pensoda xưa chính là cái dòng mà em giới thiệu quảng cáo hay đi cùng với bà liễu xưa đấy ạ. Cái Pensoda này, mọi lần Pensoda các bác mua 85.000, cây nó bé tí như thế này. Nhưng phải nói là cái lô Pensoda đợt này cây nó cao, có những thân cây thân tơ của nó cao đến hơn gai gang. Là Pensoda cái lô hàng này cực kỳ là cao rồi ạ. Pensoda này thì em bán với giá là 110.000 đồng nhá. Là chiếc 85.000 thân nó bé thôi, nhưng cây này nó hơn tầm 20 thôi mà nó đã to cao rất là nhiều rồi. Cái này ở nhà vườn nó luôn lớn ạ. 110.000 đồng. Tiếp theo là thỏ. Thỏ vàng. Thỏ vàng đúng không ạ? Thỏ vàng này, cây lùn lùn xinh xinh. Đó, thỏ vàng 65.000 đồng một cốc nhá. Thỏ vàng hoa cánh xoắn đẹp, 65.000 thôi. Tiếp theo nữa đó chính là hoa hồng. Hoa hồng blue. Dòng hoa hồng blue này thì hoa của nó là cái dòng hoa của nó màu tím. Bông hoa của nó giống bông hoa hồng. Em có hoa hồng đỏ và hoa hồng blue ạ. Đây là hoa hồng blue. Hoa tím. Bông rất là giống bông hoa hồng. 70.000 đồng một chậu hoa hồng blue. Sang bên đây đó chính là dòng tím Nhật Bản. Cái tím Nhật này ấy, tím Nhật này thì cây của nó to lắm ạ. Và đặc biệt hơn là cái bông của nó cũng rất là to. Bông to như cây luôn. Và cái bông hoa của nó màu cánh, cái bông hoa cánh bầu rất là đẹp. Tím Nhật này thì em bán với giá là 65.000 một cốc nhá.
Dù là bụi to nhưng bán giá 65.000. Dòng tím nhật. Tím nhật này là 65.000. Tiếp theo là tím 294. Ui, tím 294 thì cây của nó to cao chưa? Trời ơi, lô đã đẩy cao to vĩ đại luôn. Hoa của nó gọi là tím 294 nhưng hoa của nó lại là màu đỏ. Màu đỏ mà siêng hoa cực kỳ, cây siêu to khỏe luôn. 70.000 đồng một cốc tím 294. Thỏ lai sinh. Thỏ lai sinh 70.000 đồng một cốc ạ. 70.000 đồng một cốc, cây tơ mướt đẹp, thỏ lai sinh cây cao to. Tiếp theo là tím lavender. Tím lavender này, cây của nó nhiều nụ hoa chưa? Đợt này cây cao này, bản lá mít này, nhiều nụ. 70.000 đồng một cốc. Thông chai gôn. Dòng thông chai gôn này hoa của nó màu vàng, rất là đẹp mà thân nù mập luôn. Thông chai gôn 65.000 đồng một cốc. Thông chai nhé mọi người nhé, 65.000. Dòng mới thông chai gôn. Rồng bay cũng là một cái dòng mới về này. Đây ạ, rồng bay này. Cây của nó nhiều thân. Dòng này thì cánh bay xoắn rất là đẹp, bay tít luôn. 70.000 đồng một cốc rồng bay. Tiếp theo là Dendro Lai. Dendro tím lai hồ điệp. Dendro Lai hồ điệp, hoa của nó tím đậm và bông rất là to nhé. Cây cao to, khỏe mạnh như thế này. Cây cao to, mập đẹp. Đấy, cao to chưa. Dendro tím lai hồ điệp 70.000 đồng một cốc. Ngọc trai đen 65.000 đồng một cốc. Cây mập khỏe, rất là sang. 65.000 đồng một cốc ngọc trai đen. Tiếp theo có một loại nữa, đó chính là Sonia hoa trắng. Bình thường các bác mua Sonia hoa tím nhiều. Mà cũng giải thích luôn là cái Sonia ấy, thường là người ta bán Dendro màu. Nhưng mà các bác mua hàng cây giống người ta bán sang cái dòng Sonia màu tím đó. Về các bác thấy là cái bông hoa, khuôn bông nó như Sonia này, nhưng mà hoa của nó màu tím nhiều, chứ không có Dendro nắng đâu. Sonia hoa tí, hoa trắng này là cái dòng ít có. 65.000 đồng một cốc Sonia trắng nhé. Em không lấy Sonia tím bởi vì nó rất là đại trà rồi. Tím Huế thân cao khỏe. Tím Huế, dòng tím thủy chung và bông hoa của nó cực kỳ là siêng bông. Ai đã trồng tím Huế, cây của nó càng già đời càng nụ hoa càng dài. 70.000 đồng một cốc. Tiếp theo đó chính là đồng tiền tím. Đây, bông hoa của đồng tiền tím này, thực tế luôn mọi người nhé. Đông hoa đồng tiền tím. Đây là cây của những cái cây hoa năm nhất thôi. Nếu mà cây hoa của nó năm 2, năm 3 thì vòi của nó sẽ còn siêng, còn dài hơn rất là nhiều. Độ bền hoa cao. Đồng tiền tím nên bán 65.000 đồng một cốc ạ. Tiếp đến là đồng tiền vàng đổi màu. Hoa của nó màu vàng đổi màu nhé, lá mít. Đồng tiền vàng đổi màu lá mít này em bán 70.000 đồng một cốc. Hoa nó cánh bầu và rất là siêng. 70.000. Vàng tia, cây cao to, siêu to mập. Vàng tia, cái lô hàng vàng tia là quá chất lượng luôn. Cây tơ, đấy, cây to không phải là to tiền hơn ạ. Cây to, có những cây bé tí hơn nhưng mà đắt tiền hơn. Cây vàng tia to bự như vậy cũng chỉ có 70.000 ạ. Những cái loại này này hoa thì sai, rất là sai rồi. Còn bên đây là vàng chanh nhá. Vàng chanh, hoa của nó màu xanh vàng. Bụi của nó cũng to, nhiều thân. Đây, đây là vàng chanh. Bụi to, nhiều thân. Nhiều thân tơ, 70.000 đồng một cốc vàng chanh. Uragwan. Uragwan 65.000 đồng một cốc. Uragwan 65.000. Còn đây là những chậu An Ba Xưa nhá. An Ba Xưa phải nói là cái giống này cách đây phải 1 năm nó đã không còn hàng nữa rồi. Và hôm nay thì nhà vườn bắt đầu xuất lứa tiếp theo. Và cái lứa này mới cấy thì nó cũng tơi tầm chỉ một gang tay đổi lại thôi. Nhưng là cái là bụi thì nó thì phải nói là siêu nhiều thân. Nó phải trên mười mấy thân trong một chậu đấy ạ. Các bác nhìn kỹ tình trạng hàng cho em này. Cái dòng An Ba Xưa này, lô nhà vườn nào cũng thế. Vườn này em lấy là nó còn nhiều thân ấy. Có những lô nhà vườn chỉ có một nửa thân đây thôi, mà cái giá thành nhập vào nó cũng như vậy. Đấy, An Ba Xưa này em bán với giá là thôi 65.000 một cốc ạ. 65.000 một cốc An Ba Xưa. Pensoda cam ạ. Pensoda cam nói chung là cũng cây nó cũng chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi ạ. Pensoda cam thì đợt vừa rồi là bán 90, nhưng hôm nay cây nó nhỏ nhỏ xinh xinh này em bán với giá 70.000 nhá. Đấy, pen cam. Hoa của nó màu cam lửa. Nó là dòng Pensoda nhưng hoa màu cam lửa. Hoa thì thơm, bởi vì dòng pen nổi tiếng là hoa thơm rồi ạ. Rồi là tổng hợp rất là nhiều loại Dendro. Và các bác cứ kết hợp 9 chậu Dendro bất kỳ bên em miễn phí ship nhé. 9 chậu
Đấy, tất cả mặt hàng này đều chuẩn hoa và bao đẹp cho mọi người, hàng mới về.